đi sen Long ơi. Quên. Ủa, tính qua đường siêu xe mà thấy có cái ghế nó êm quá mọi người. Thầy Long gì để ghế gì không biết nữa. Mà giờ review cái gì? Review 740 đi ha. Bên đây có 740. Hay là review 3 camera 4S. Review gì vậy? Tự nhiên qua đây tính review gì quên mạng rồi. À, tên nhớ rồi. Hello mọi người, xin chào mọi người trở lại với kênh chợ Trần Long Vlog. Thì hôm nay mình xin được phép review một cái em màu xám này. Mình đang đứng ở đây là salon ô tô của anh Châu, là một thằng bạn của mình mà nói chung là khá là thân. Thì ở đây là địa chỉ là 2531 Dương Đức Hiền. Và ngày hôm nay có một cái câu chuyện đó là khá là hy hữu xảy ra. Thì các bạn biết không, thì cái anh chủ xe này nè là một anh khác. Và mình có hẹn dành là cũng là ngày hôm nay thôi các bạn. Là mình hẹn dành là anh ơi cho em xin quay xe của anh. Hẹn ngày hôm nay, trưa nay sẽ quay. Nhưng mà tối hôm qua thì bạn mình nó mua chiếc này về luôn. Thì ông anh chủ đó là phải xin lỗi mình. Tại vì đã bán xe rồi. Bây giờ có gì khi hổn là bạn mình mua rồi mình vẫn xin được nói đi mình qua đây mình quay. Thì ok, ra đây ra đầu xe. Mình sẽ giới thiệu với bạn một chút xíu về một chiếc xe mà nó khá là duyên dáng và nó khá là đặc biệt đối với cộng đồng của BMW Việt Nam. Các bạn, đây là một con M3 E92 sản xuất năm 2009. Con M3 này có một cái thứ mà nó rất là đặc biệt và mình muốn giới thiệu với mọi người. Thì camera cứ đứng yên đó. Rồi. Con này nó có một cái đặc tính nó rất là hay và nó có một cái gọi là signature và cũng là cái đời cuối cùng nó có. Đây là con M3 E92 mà xài máy V8 hút khí nạp tự nhiên. Đây. Thì sau cái đời này là nó không sử dụng máy V8 nữa và cũng không sử dụng hút khí nạp tự nhiên nữa, mà người ta chỉ dùng thành 6 máy với twin turbo. Thì đó là cái cách mà BMW sử dụng cho tất cả những dòng máy sau này. Thì cái cục máy này là cái cục máy cuối cùng của cái đời này luôn. Và hiện tại ở Việt Nam như theo mình biết thì chắc khoảng chỉ có tầm chiếc này, chiếc nữa hay sao đó, không nhớ chính xác, không biết chính xác. Nhưng mà nó rất là hiếm với cục máy V8 và hút khí nạp tự nhiên. Thì cái hút khí nạp tự nhiên nó sẽ làm gì? Nó sẽ có tác dụng gì? Các bạn sẽ hiểu gì nè. Ví dụ như một cái xe mà nó hút khí cái bình thường này nọ, tất cả hệ thống này vào ngành bình thường turbo này, thì cái xe nó sẽ ưu tiên nó đề rất là tốt, đề rất mượt và nó sẽ là giữ một cái tính ổn định. Còn cái thằng này đề nó chậm hơn người ta. Nhưng mà khi mà nó hút đủ khí, nó nạp đủ để nó xoáy lên cái moment thì nó tăng tốc khoảng từ dãy 120 lên trở ly á, nó rất là nhanh, nó nhanh hơn tất cả những con M4 thường và những con M3 khác. Trong dòng phân khúc M nó ở cái nước hậu rất mạnh, tại vì nó hút khí tự nhiên, các bạn hiểu không? Hút khí tự nhiên thì nó phải đợi nó hút ở đây. Nghĩa là bình thường những xe thường thì nó sẽ có một phần hút khí, hút nạp xả. Ở con này là gió nó vô từ từ thì gió nó càng vô nhiều thì hút khí nạp nó đốt càng nhanh. Thì cái moment, cái gia tốc của nó càng ngày nó sẽ lớn lên và nó ăn những con kia là gì? Tại vì con kia nó chỉ có một mức độ nhất định, còn con này là hút nhiều là đốt hết nhiều, hút nhiều đốt. Đó là lý do tại sao con này rất là mạnh ở cái khoảng nước hậu. Hậu nó mạnh cực kỳ, đề thì nó không bằng. Và có một đặc tính nữa là khi mà đối với con V8 là máy hút khí nạp này nè, cái tiếng máy nó nghe cực kỳ phê. Mình nói với các bạn là cực kỳ phê. Nó đã lắm, nó dùng chiếc phản lực kìa mấy bạn. Con này đã có nâng cấp, gọi là thêm một cái gói độ, nó là gói độ khoảng tầm 45.000 đô cho cái gói super chạc. Kinh khủng không? Nó đã hút khí nạp tự nhiên mà giờ lên super chạc thì nó chạy cỡ nào nữa.
Con này bây giờ đang tầm khoảng 400 mã ngoài này. Chạy cỡ nào các bạn hiểu không? Thì đối với mình á, thì những con M3 luôn là những cái con mà nó có một cái sức hút rất là đặc biệt. Tại vì những con M3 nó luôn có những cái signature nó hay lắm. Như con này, hoặc là những con M3 CS, những con đó là rất là hay. Mình cũng xin giới thiệu sơ thêm một chút xíu cho các bạn nghe về cái dàn ngoài. Thì dàn ngoài của nó đã được độ Liberty Wood, thì nghĩa là độ rộng cái thân ra, đúng không? Độ body wide, wide body á. Đó, ở trước là dàn lít carbon nè, toàn bộ chi tiết là carbon đó. Sơn là sơn xám, màu xám hết nguyên một đây. Dàn chân khá là tốn tiền, nghĩa là các bạn biết đa số tất cả những cái xe BMW đều khá là tốn tiền ở phần dàn chân. Thì đây, xin giới thiệu các bạn, đây là một mâm BC Ford 20 inch kèm theo cái Michelin, cái lớp Michelin Ballot Sport Cup. Tính vị chi cho cái bộ mâm này luôn vỏ là khoảng tầm 180 triệu. Đó, ở bên trong nó có gì? Ở bên trong nó có một bộ thắng của M, và đặc biệt bộ thắng này là bộ ceramic, nghĩa đó là dĩa bằng ceramic. Và cái dĩa ceramic thì cái hiệu năng nó sẽ cao hơn, nghĩa là nó sẽ không có cái chuyện là chống cái bó cứng quanh này, các kiểu, và nó cũng không cái gọi là dẫn tới tình trạng quá nhiệt. Nhưng mà ceramic này thì tất cả những ai mà xài dĩa ceramic hay dĩa carbon thì các bạn đều phải có một cái kiến thức cơ bản, đó là khi cái dĩa nó đang lạnh thì nó khác không ăn, tại vì ceramic nó trơn lắm đó. Nghĩa là ceramic hay carbon thì ví dụ là khi cái bộ dĩa của bạn nó đang nguội lạnh á thì các bạn thắng không ăn. Và các bạn phải nhớ là các bạn không được chạy đề ba quá nhanh khi mà cái bộ dĩa của bạn đang lạnh, đang rất là nguội lạnh đó. Nó mà nguội lạnh thì các bạn phải chạy một cái vận tốc mà nó phải là trong cái tầm kiểm soát, chứ đừng có đạp mà đạp bám vô dễ đi xa lắm đó. Và ở bên trong thì có thêm một cái option nữa, đó là bộ phục Elite. Thì mình không thể nào quay được tại vì khó nhìn lắm. Thì cái bộ phục Elite này nó có tính năng đó là giúp cho ổn định, nhất phục là lúc nào giúp cho ổn định khi qua tất cả các cua, giúp cho xe cứng hơn. Nhưng mà cái phục Elite thì nó có thêm cái tính năng là nâng hạ gầm. Thì chút xíu mình sẽ quay luôn cái tính năng nâng hạ gầm để cho các bạn coi, các bạn sẽ thấy được cái xe nó hạ xuống như thế nào. Thì hiện tại nó đang ở cái mức là chạy được, nghĩa là phục đang nâng ở mức chạy được thì nó sẽ cỡ như thế này. Còn nếu mà hạ xuống hết nữa thì nó đẹp lắm, cực kỳ nhìn nó ngầu lắm. Thì mình sẽ khoan nói về bên trong mà mình sẽ nói về luôn cả phần bên ngoài cho nó hoàn thiện cái đã. Thì khác với những con M mà trước đó mình đã quay, thì những con M trước đó thường là xài bô FBS sau, thì con này lại xài cái bô là bô Microsoft của Đức. Thì cái bô này theo cá nhân mình cảm nhận thì tại vì xe của mình cũng xài bô Microsoft, thì cái bô này nó rất ồn và nó nghe cái tạo ra cái tiếng ù rất là thích và rất là đã luôn mọi người. Nghĩa là cái bô này rất hợp với BMW và cực kỳ hợp với những con em của BMW. Nó ra một cái âm thanh nó rất là hay mà rất là chắc, mà những cái nghe rất là đùng đùng đùng. Và ra thì anh chủ cũng có đây một cái đuôi carbon, đây là carbon nguyên chất luôn nha. Còn cái phần đèn thì vẫn là giữ nguyên, nhưng body thì có làm lại hết rồi đó, các bạn thấy đó. Thì đó là chung quy về dàn ngoài. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe về cái phần mà ở bên trong nội thất nó sẽ có cái gì. Thì đây, mở cửa ra thì các bạn sẽ thấy ở trong nó có một cái bộ ghế. Đây là bộ ghế Recaro. Bộ này rất là nhẹ, nghĩa là mục đích để giảm tải của xe. Rồi ở trong đây các bạn có thấy luôn cả một cái khung bằng màu xanh chuối này nè. Đây là một bộ khung dằn để cho cái phần xe nó đậm hơn. Còn cái ghế này mục đích của nó là để cho nó nhẹ đi hẳn một khối lượng nhất định. Ngoài ra thì còn có nguyên cả một bộ seat belt 4 điểm của Takata. Khá là ghê, khá là xịn. Tất cả nhà mọi người thấy không? Carbon toàn bộ đó. Còn lại những như là màn hình hay là loa thì nó đều là những thứ cơ bản của xe. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó một số cái chi tiết của xe. Đây là cảm biến áp suất lốp nè mấy bạn. Đây là phần cảm biến áp suất lốp của xe nè. Còn đây là cái phần mà phuộc, nâng hạ phuộc ở đây nè. Đó. Thì giờ mình sẽ khóa cái bộ khóa 4 điểm này chứ. Đây, seat belt. Thì nếu mà ai mà coi NASCAR nhiều á, ok, các bạn sẽ biết được cái này. Đây là dành cho những anh em nào mà có độ đam mê với dòng NASCAR. Nó giúp cho bạn dính chặt với cái ghế luôn. Đây, rồi, rồi các bạn tăng đưa đây nè. Đó, các bạn tăng đưa. Đó, vừa không vừa cho các bạn tăng đưa khúc này nè. Thì đây là cái quy tắc hoạt động của cái khóa an toàn 4 điểm nè. Nó dính chặt với cái ghế luôn.
nghĩa là grip hay cái gì đó nó cũng thoải mái. Con này nếu mà grip thì nó cũng hơi khó, con này khó hơn, khó grip hơn bình thường. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng máy của nó nha. Hey. À quên, lúa thiệt, phải cắp chì vô mấy bạn. Như các bạn biết thì lúc nào cũng vậy, bên Đức sẽ có cái chế độ con start đó, thì đây là con start của nó. Các bạn có thể nghe được âm thanh không? Nó như một chiếc phản lực, nghĩa là ngồi ở trong đây các bạn có thể cảm nhận được đang ngồi trên một chiếc xe phản lực, nó rất là ồn nó. Thì bây giờ mình sẽ thử dưới tính năng hạ phụ cho các bạn. Đó, giờ mấy bạn camera quay chỉ cái bánh này nhìn là thấy được cái bánh nó khác liền. Ok, bây giờ mình sẽ hạ cái phụ xuống cho mấy bạn coi nè. Đây. Đó, thì đó là mức cuối cùng rồi đó. Đây là cái phụ hạ thấp nhất cho các bạn thấy rồi đó. Nhưng mà giờ mình sẽ để lên bình thường lại. Thì các bạn sẽ thấy được cái phần nó đang lên, nó bơm lên đó. Nhìn đã ha. Đó. Thì bây giờ nói chung là đây là một cái số mà gọi là tính năng cơ bản của cái phụng này. Thì mục đích của phụng này thật sự nói là khi mà để cho xe nó hạ thấp trọng tâm xuống nhìn cho, thứ nhất là nó đẹp. Cái thứ hai thì cái phụng này nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho cái xe trong cái việc của các bạn mà qua cua này nọ, thì mấy bạn cũng sẽ nghĩa là an toàn hơn. Hoặc là với lại nha, cái phụng này sẽ giúp cho một phần nữa là các bạn sẽ ổn định được khi mà đi được ở đường Việt Nam. Tại vì ở đường Việt Nam các bạn cũng biết là có những cái thứ mà nó sẽ là gồ ghê hay là nọ, nó sẽ dễ cạ gầm á, thì cái phụ này cũng một phần giúp cho các bạn cái chuyện đó. Đó là vậy thôi. Thì nói chung là khá hay. Còn bây giờ thì camera có thể ra đằng sau xe để nghe được cái tiếng bô nha. Ok. Các bạn có nghe được cái tiếng máy đó rồi đúng không? Nó như một cái phản lực. Đó, bây giờ camera cứ lên trước nè, nghe cái âm thanh ở phía dưới nè, cái khúc mà cái máy nó hút khí nạp nè. Đó, bây giờ cam lên trước đi. Camera lên trước đi, rồi sẽ chơi được cái tiếng hút nạp của nó nè. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe được cái tiếng âm thanh mà hút nạp của nó. Thôi đạp ga bạn nghe coi. Đây. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây nè, để mình nhờ nghe mình nó đạp và mình nghe được cái tiếng hút nạp của nó thế như thế nào. Mình sẽ kê cái micro gần nha. Đạp đi thôi ơi. Hút vô, nghe không nghe? Nghe các bạn nghe nó hút. Hút. Đó. Ok, coi tắt máy không? Thì đó, các bạn có thể thấy là nó là một cái con xe mà crazy á, bạn có thể gọi là nó đã và nó cảm giác nó rất là phê. Và thực sự mà nói thì chiếc xe này chỉ dành cho những ai thật sự đam mê xe, đam mê về việc training của xe, đam mê về việc cho biết, đam mê về độ xe, thì bạn mới có thể gọi là sở hữu được chiếc xe này. Tại vì thật sự mà nói, ngoài có tiền ra mấy bạn phải kiểu là rất là mê về xe thì mấy bạn mới có thể chạy được chiếc này. Tại vì chiếc này chạy nó đòi hỏi rất là nhiều cái thứ, được rất là nhiều kiến thức, mấy bạn hiểu không? Chứ không đơn giản chỉ là lên xe ngồi và chạy. Thì rất là may mắn thì là Châu bạn mình. Thì Châu là làm một cái gọi là showroom này rất là lâu rồi. Và salon này rất là lâu rồi, và Châu cũng là một trong những người rất là mê xe. Như các bạn có thể thấy là đây camera xích qua đây xíu đó, thì bên đây là một xe của Châu. Thì đây là những cái xe mà Châu đã độ, tự Châu độ nè, đó cũng đều xe độ hết. Và Châu cũng rất là một cái niềm đam mê, rất là mê xe này nọ, rất là gọi là sao ta, xin lỗi Châu nhưng mà tao nói ê mày đam mê xe mà kiểu chó điên á. Tại vì nó độ ghê lắm mấy bạn, nó làm ghê lắm, nó làm một lần nó làm nguyên full phiên một chiếc từ đầu tới đuôi đó. Đúng như con này là con Audi mà độ full ABT, một cái gót sầm độ rất là mắc, cực kỳ mắc luôn á. Còn như đây là con xe này, có thể là xe cái của Châu, thì đây là con F30 chung đời với mình luôn, thì cũng độ khá là nhiều tiền.
Thì mình thật sự mình nói là mình cuộc đời mình rất là may mắn khi mình quen biết được những người bạn mà có thể là đam mê xe và chung một đam mê á, rồi anh em có thể gặp nhau, anh em biết với nhau và giao lưu với nhau và hỗ trợ cho nhau nhiều thứ. Nếu các bạn thấy đây thì một vòng mình cũng dắt các bạn đi coi một vòng xung quanh xe, thì đây là con Escalade, con này là máy V8 6.2 lít, còn đây là con Volkswagen Polo. Đây là một con Toyota Yaris và cũng đã độ rồi nha mấy bạn. Riêng cái dòng chân này không là cũng gần, theo mình biết là phải tầm 150 triệu riêng cái dòng chân thôi. À, còn bên đây là 740 Porsche Cayenne. Thì cũng rất cảm ơn tất cả các anh em đã coi cái vlog ngày hôm nay của mình, và cũng rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho Long. Thì nếu như các bạn có một cái content idea gì đó mà các bạn muốn Long quay về chiếc xe nào đó, thì các bạn có thể comment, để lại comment để cho Long có thể đi liên hệ tìm kiếm một chiếc xe nó phù hợp để quay. Rồi thì cảm ơn thằng bạn chí cố của tôi, Salon Auto Anh Châu, 25-31 Duy Đức Hiền, vừa tại thành Nguyễn Tân Phú, đã hỗ trợ cho Long thực hiện cái clip ngày hôm nay. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái clip ngày hôm nay, và bye bye.